Đấy. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái mạch điện mà tắt mở bằng một nút nhấn. Đấy. Ở đây mình sử dụng con relay 5 chân 12V là hai con. Con này là 8 chân 12V. Một con tụ điện này là 25V 1000 microfarad. Còn hai con này là 16V 100 microfarad. 16V 100 microfarad. Và ba con diode 1 2 3. Ba con diode. Bây giờ mình sẽ cho nó hoạt động các bạn xem nhé. Mạch này đơn giản thôi, có hai dây để ra công tắc này, hai dây cấp nguồn là dây dương dây âm, còn dây ra. Thiết bị ở đây mình dùng một cái đèn led 12V này. Đấy. Mạch mình ở đây rất là hay các bạn, khi các bạn quẹt ở tốc độ hoặc là nhấn ở tốc độ cực kỳ nhanh luôn thì nó vẫn hiểu chính xác đấy là mở và tắt, mở tắt, mở tắt là chính xác 100%. Và cái hay của nó là nếu cái trường hợp các bạn nhấn dừng thì nó vẫn là đang đóng này, các bạn thả ra nhấn lại tiếp lần nữa và dừng luôn thì nó vẫn hiểu là tắt đấy. Đấy. Hoặc là các bạn dự quẹt nhanh thì đó, nó vẫn hiểu chính xác luôn. Ở trên YouTube mình có tham khảo rất là nhiều mạch điện và mình chưa thấy cái mạch nào mà nó tốt như cái mạch của mình. Hiện tại trên YouTube nó rất là nhiều mạch nó chia sẻ và mình cũng có làm theo thử, nhưng mà không có mạch nào mình thành công cả đó. Cho nên mình chia sẻ các bạn cái mạch này và các bạn làm theo thì chắc chắn thành công 100%. Ở cái hai dây này thì các bạn thay vào nó là cái nút nhấn nhé. Đây nút nhấn, mình nhấn hai bên này. Đấy. Khi mình nhấn này. Đấy. Rất hiểu chính xác luôn. Các bạn nhấn giữ luôn thì nó vẫn sáng. Và nhấn giữ luôn thì nó vẫn tắt. Đấy. Hoạt động chính xác 100%. Sau đây là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái sơ đồ mạch điện nó nhé và nguyên lý hoạt động của nó luôn. Các bạn xem này, đây là cái phía bên trên của nó nhé, còn đây là bên dưới. Mạch bên dưới thì đây là cái sơ đồ mạch điện của nó này. Nó sẽ bị ngược lại các bạn. Các bạn in ra thì nó sẽ bị ngược thế này này thì nó mới chính xác này. Đấy. Rồi. Đây là cái sơ đồ mạch điện của nó. Tắt mở thiết bị bằng một nút nhấn mà mình đã có giới thiệu ở video trước. Đấy. Rồi, mình sẽ nói về cái nguyên lý hoạt động nó như thế nào nha các bạn. Các cái vị trí này là các bạn cấp dây âm này, cấp nguồn 0V. Đó, dây âm ấy. Mình nói chung với nhau nhé. Như này nói chung với này, nói chung với này, cấp điện âm. Rồi, còn đây là cấp điện dương. Nguyên lý hoạt động nó như thế này các bạn. Khi mình cấp điện dương vào, nó qua đây, qua nút nhấn, và nút nhấn này đang thường hở. Và dây dương này tiếp tục đi vào chân con của con relay 8 chân, trên con thứ hai. Đó. Do con này chưa đóng cho nên là cái tiếp điểm thường com này này đang nối với NC. Com này nối với NC. Đấy. Và do đó này không có điện, mạch này không hoạt động. Khi chúng ta nhấn vào nút nhấn, tức là chúng ta chạm lại nhau đấy, thì điện sẽ truyền qua cái nút nhấn này, đi về đây, qua con diode. Nó nạp vào tụ này. Khi tụ này nạp đầy thì con relay này nó mới đóng nhá. Trong thời gian con tụ này đang nạp thì điện nó đã đi chuyển vào đây, qua từ chân con nối vào NC và cấp vào chân con này của con relay 8 chân. Đấy. Lúc đó nó sẽ chuyển qua cái NC
truyền qua NC và đi lên NO2 và chạy qua đây qua cái chân com của con relay 5 chân này, nó lại chuyển tiếp qua chân com này đang nối với NC đó, nó chuyển vào đây qua con diode này, nó nạp trong tụ điện 16V 100 microfarad này đấy, làm cho con này khi mà con tụ điện này nạp đầy thì con này nó đóng từ lúc mà nó đóng thì nó sẽ chuyển từ chân com đang nối NC thì chân com sẽ nối NO, chân com này sẽ nối NO và nó ngắt NC nhé các bạn. Đấy, do cái con tụ này trong cái thời gian mà nó ngắt này, thời gian mà nó chuyển từ cái chân com này vào NC đang ngắt đây đó, tại khi mà nó chuyển từ com qua NC để về NO thì nó là mình ngắt rồi, ngắt thì đúng nguyên tắc thì con này nó sẽ cứ tạch kiểu này, nhưng mà do con tụ điện này nó lúc mà ngắt này thì con tụ này phóng ra làm cho con relé này tự dừng, do đó chân com này nối vào NO làm cho điện 12V này vẫn tiếp tục truyền đó, do đó con này luôn luôn dự thấy chưa. Thì lúc đó cái chân này chân ra rồi nhé các bạn, ra thiết bị đèn nó sáng. Rồi khi chúng ta nhấn lần thứ hai lúc mà con này đóng rồi thì con này nó đầy điện thì nó ngắt qua đây NO này nhé các bạn, ngắt NO thì cái chân này không có điện nữa đâu, không có điện đấy. Rồi khi chúng ta đóng nhấn lần thứ hai thì điện nó vẫn đi về con tụ này vẫn nạp, và trong lúc nạp á thì con này nó chưa đóng, khi nạp đầy thì nó mới ngắt qua nhé các bạn. Thì trong lúc mà đang nạp thì điện nó đi qua đây qua chân NC và qua chân com đấy, tới chân com, lúc đó con này đang đóng thì chân com đang nối NO, con này nối NO đèn đang sáng thì dòng điện 12V đi từ chân com qua chân NO đi về đây truyền qua con diode và nạp điện cho tụ điện 10, tụ này là 25V nhé, 25V 1000 microfarad thì con diode này nạp cho tụ này, khi tụ điện này nó đầy điện thì nó đóng làm cho chân con không nối NC nữa mà từ chân con nối sang con NO làm cho ngắt điện đấy, ngắt điện làm cho chân này mất điện thì con này nó xả ra một thời gian hết điện ở tụ điện này thì nó lại trả về chân com nối NC, com nối NC. Lúc đó nếu trường hợp chúng ta đang nhấn dự thì cái chân com này vẫn nối NO, dòng điện tắt hoàn toàn. Đấy. Và nếu chúng ta nhấn lại thì nó sẽ lặp lại quy trình đó. Ở đây ba con diode này nó có tác dụng của nó là mỗi con tụ điện nó chỉ cấp nguồn và nuôi cho một con relay thôi. Nếu chúng ta không có con diode này thì dòng điện nó sẽ trả ngược về toàn bộ mạch qua con diode này. Đấy, nó trả ngược về làm cho mạch nó hiểu sai. Đó, nó không hoạt động. Rồi, cái thứ hai là con tụ điện này là 16V 100 microfarad. Con này cũng 16V 100 microfarad nhưng con này nó lớn hơn. Nếu các bạn mà để con này nó bằng hai con kia thì mạch không hoạt động. Hoặc các bạn để con này lớn, con này nhỏ thì mạch không hoạt động nhé. Ở đây mình đã tính toán rất là kỹ cho nên ra cái con số này là chính xác. Các bạn cứ ráp theo đúng cái mạch này là hoàn toàn chạy nha các bạn. Ở con relé 8 chân này các bạn lưu ý là sẽ chọn cái loại mà chân com nằm ở giữa. Còn chân NC nó sẽ nằm phía trong này. Còn đây là hai chân cấp nguồn nhé. Ở cái loại relé 8 chân này nó có 3 loại khác nhau. Một loại là chân com nằm ở đây, chân NO, chân NC. Đấy. Một loại là chân com nằm đây, NC, NO. Rồi một loại là chân com, NC, NO. Nó ngược lại. Cho nên khi các bạn mua thì các bạn phải lưu ý. Mua chính xác lấy loại mà chân com nằm ở giữa, chân NC phía trong và chân NO nằm phía ngoài. Các bạn thấy mạch mà hay thì nhớ nhấn đăng ký và bấm chuông để theo dõi cái video tiếp theo của mình. Và chia sẻ cho người khác để mọi người cùng biết. Sắp tới mình sẽ dùng ứng dụng cái mạch này lên các cái việc như là cảm biến, tức là khi mình sờ thôi chứ không cần dùng nút nhấn này nữa.
mình sờ thôi, một lần thì đèn sáng, sờ đèn tắt. Và tiếp theo nữa sẽ là video mà ứng dụng cái mạch điện này vào thực tế. Mình dự kiến là sử dụng cái mạch này ở cái nhà vệ sinh. Khi mà chúng ta đi vào nhà vệ sinh thì quét qua cái cảm biến thì đèn nó sẽ sáng, cho tới khi chúng ta bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đèn nó sẽ tự động tắt. Nó hay hơn rất là nhiều so với cái mạch điện mà cảm biến hồng ngoại, chúng ta đi vào phải hoạt động liên tục thì nó mới sáng, còn nếu ngồi yên một xíu thì nó sẽ tắt. Đó. Thì các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.